Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết chữ hoa Y, K, V, H. Đây là một nhóm chữ có cùng nét với nhau. Đầu tiên là chữ Y ngắn viết hoa. Chúng ta sẽ chấm điểm. Điểm bắt đầu ở trên đường kẻ ngang thứ 3. Ta chấm một điểm sát với đường kẻ dọc. Sau đó chúng ta viết một nét cong trái rồi lượn ngang. Cô sẽ viết một nét cong, sau đó lượn ngang. Sau đó chúng ta chuyển hướng bút, viết nét móc ngược trái uốn vào trong. Chúng ta sẽ viết một nét móc ngược trái và uốn vào trong. Kết thúc ở giữa ô ly số 1, ta được chữ Y. Chúng ta lưu ý là cái phần đuôi này nó sẽ rộng hơn cái phần móc trên đầu này. Tiếp theo là chữ K. Chữ K nét đầu tiên cũng viết giống như chữ Y. Chúng ta chấm điểm trên đường kẻ ngang 3 sát với đường kẻ dọc. Viết nét cong, sau đó lượn ngang. Chuyển hướng bút, kết thúc ở giữa ô ly số 1. Khác với chữ Y thì chữ K cái phần dưới và phần trên nó sẽ bằng nhau. Sau khi viết xong nét 1, chúng ta sẽ chấm một điểm để chúng ta chia cái phần chữ nét chúng ta vừa viết ra làm hai phần bằng nhau. Ta tiếp tục viết nét 2. Điểm bắt đầu của nét 2 sẽ nằm ở giao điểm của đường kẻ ngang số 3 và đường kẻ dọc. Đây là đường kẻ ngang số 3. Đường kẻ dọc này, chúng ta sẽ bắt đầu ở cái giao điểm này. Ta viết một nét móc, đi vào trong viết nét thắt, đi ra và viết một nét song song với đường kẻ dọc. Kết thúc ở giữa ô ly số 1. Ta được chữ K. Có độ cao 2 ô ly rưỡi và độ rộng 2 ô ly rưỡi. Tiếp tục ta viết chữ V. Chữ V cũng có độ cao 2 ô ly rưỡi và độ rộng 2 ô ly rưỡi. Nét đầu tiên cũng giống như chúng ta viết chữ Y. Ta chấm điểm này. Nhưng cuối nét thì chúng ta không cong vào trong nữa, mà chúng ta sẽ hơi lượn sang bên trái. Cuối nét hơi lượn sang trái. Chuyển hướng bút, viết nét móc ngược phải. Kết thúc ở đường kẻ ngang số 3. Ta được chữ V. Có độ cao 2 ô ly rưỡi đây, và độ rộng cũng 2 ô ly rưỡi. Sang đến đây 2 ô ly rưỡi. Rồi, bây giờ chúng ta viết chữ H. Chữ H thì điểm nét đầu tiên cũng giống như chúng ta viết chữ những chữ kia. Nhưng cuối nét thì chúng ta sẽ tạo nét khuyết dưới. Các bạn quan sát cô viết nhé. Cuối nét thì chúng ta sẽ tạo nét phía dưới. Kết thúc ở giữa ô ly bên này. Và chúng ta viết một nét thẳng đứng ngắn thôi, để chúng ta chia đôi cái nét nối giữa hai cái nét khuyết này ra. Đấy. Thì chúng ta lưu ý là chữ H thì hai cái nét khuyết này nó sẽ đối xứng với nhau và tương đối bằng nhau. Vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta một nhóm chữ có nét tương đồng với nhau, đó là chữ Y ngắn, chữ K, chữ V, chữ H viết hoa. Chúng ta sẽ luyện thật là nhiều lần để viết cho đẹp nhé. Và chúng ta nhớ là trước khi viết chúng ta phải chấm điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Chúng ta viết cho nó đúng độ cao và độ rộng. Chào tạm biệt các em.